Ready to pair. Chúc vậy là khen hay là chê? Sáng rồi vì ngôi căn tiền bích ngọc
tri phụng hành bốn phần lo tròn. Tiếp lời mẫu giải sắc son lệnh trời tuân nghị mạng bảo toàn nguyên nhân. Thức tâm nội mê trần mộng não tình trí lo thật đạo vô vi. Tu thân dưỡng tánh kiên trì hành cớ tiên lực mẫu thì ban ơn. Chào nghệ nhân Phương Thư, chào Thanh Phạm, chào Ngọc Bích. Đắc bộ phá tiền căn linh tánh, thành thật tu mới rằng nghiệp duyên. Đạo chân chẳng mên bạc, tìm quả lành gặp ai quy nguyên phản hồi. Giờ kim quyết hỏi trời tam giáo, tam thanh điểm đạo linh căn. Long đình bộ ngọc tứ ăn qua sen đua nở mừng khăn thiền lành. Kỳ tiền lửa thật hầm mới quy, ba lần khai mở hội tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền, ráng lo tu niệm coi phiền về sao. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ, đường công danh hiệp đó rồi tan. Còn chi mà dội mơ màng, cơ trời bao ân hạnh tàn kiếp hung. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng. Ngọc ngà châu báu thường thân, cùng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ bá đạo dễ lầm tà mây, nếu không tri đạo lý chánh truyền dội nghe chẳng xét đạo truyền lầm mê. Khó đạt đạo trở về chơi mẫu, màn vô minh hủ lậu phù dày. Muôn màu sắc tướng nghiệp say, dần hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên ý, chớ không không ngữ trị tâm hồn. Phép bài áo thật bạc môn, thần thông biên quá mê hồn tấm sai. Chào ca sĩ Trường Bảo, chào Tấn Cường, chào Cẩm Hồng, chào Sinh Lê. Phép tài áo thuật bạc môn, thần thông biên quá mê hồn tấm sai. Nó cũng giỏi miệng tài đạo lý, nhưng sự hành y chi khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân, ngũ tạng nghiệp ma lâu đời. Muốn tu tình chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lầm giữ đạo nhất tâm. Rõ thông ma nghiệp khỏi lầm trong thân.
thân bộ pháp kim tầm đâu xa, lìa sanh tướng thân ý ta đừng nhiễm, dù mọi điều thúc liệt muốn tạm dùng chẳng nhiễm sát trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành, nghĩ sự đạo đạt thầm trước nhất, làm việc gì mau mực xét phân chớ nên tích đi tưởng làm càng đỏ thân buồn kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy à, chớ mê hồn tiêu hoại mai sao, sự phân định luận thiên tào mẹ mong nam nữ bước vào đường tu, chớ để cho mây mồ nghiệp chướng á, làm mê hồn mang dương trả dây, luật hình thương phạt chẳng sai đau lòng tình mẹ gái trai hằng tường, con nào biết con đi đường đạo đức á, mẹ vui mừng túc trực bên con, siêng năng lập đức bao toàn phú quý nhân loại mê hồn trầm luân, biết Phật sự con đừng than thở, đạo muôn đời nhắc nhở dân thơm, nhục dân đi chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ bán. Chào mọi người buổi trưa. Xin chào hết mọi người buổi trưa, chào cô Thiện Hạnh. Một buổi trưa an lành nha. Chào Quỳnh Thắng. Dầu đạo pháp gian nan cực khổ, hay đắng cay nghiệp lực cao nhồi, một lời thề nguyện con ơi thật mình chứng nghi giám đất trời rõ thông, chớ chẳng nghi nạn thai lòng đổi giả, muôn đất thành đạo quả phải hành trung chuyên thử thách phù sanh, là đường tiên qua luật hành người tu. Chào Quỳnh Thắng. Chớ nghĩ tới giận thù oán ghét, đứng đại hùng học phép từ bi đức năng, giảng sự có bì dầu cho lao khổ xa vì bản thân, thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xưng danh con thảo rộng tiên, đáp đền thất ca tổ phụ quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian, dù khanh ni tướng giàu sang khoa sắc, Phật thánh tiên dùng tâm thảo hiền nghiệp đời, dù lâm quan khiên thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan, cơ máy tạo sải sàng cần gấp nghe chớ chần chờ để lắp tấm linh, trần đồ bát quái luật hình ngũ hành dành
chuyện nhân sinh tiêu tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cái luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới thì đừng trách mẹ dạy thời chẳng thương. Màn ma quỷ còn đương trà tròn, Phật thanh tiên lẫn lộn học trần, để tùy duyên kiếp độ sanh. Dễ gì gặp đạo chánh chân kỳ này, luật kinh Phật tỏ bài nói trước. Đời lộn kiếp mật thước khó dò, chào Nguyễn Danh. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là an lành. Sau khi nghe bộ kinh Cẩm Nang Thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu, quý vị sẽ dùng trưa ngon miệng hơn mọi người nha. Nghe kinh chút xíu rồi ăn cơm nha. Tử sanh thập lỗi nhỏ to, đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp ba người ngủ trượt tâm ma, hay làm những sự gian tà, đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi, rồi tung hoành gây tội chẳng cần. Giết người cướp của lượng dân, bảo tàng độc nghe khó phân gian tà. À, Ngọc Bích thầy đang live stream trực tiếp, sau live stream thầy sẽ xem ạ. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xa, cũng là kỳ trả quả nghiệp căn, chuyển xoay định lực công bằng, khảo nhồi thương và kiếp căn đời cùng. Chào cô Yến Bà Rịa. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn món đức ăn, chớ ham mê sự hồng trần, buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài, rồi gặp cảnh quả tai khó cô, cần định tâm hấp và thủ điện thiên. Nghiệm suy thấu địa trần hoàng, trong cơ sàn sải lớp màng đau thương, các con nghĩ cho tường cặn kẽ, nếu không thầy tình mẹ xa con, đau lòng của mẹ tạo hồn dưỡng nuôi ấp ba ổ bảo toàn linh quang. Chào Nguyễn Xuân. Khi con xuống trần gian lập hành, bị ngủ ma dụ tâm mê trần, đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá, chịu lưng hồi dai trả không ngừng. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời tìm phương tu nàng, sợ đến
sửa trị khó mà an thân. Bị sa đỏ trầm luân địa ngục, bảy ức niên mới được đầu thai lâm trần. Nghiệp quả trả dai cũng như mạc kiếp mà đời nay tận cùng. Vì chỗ đó rồi tình lòng mẹ chẳng nỡ cho con trẻ lạc lầm. Chuyện cơ điện pháp quyền di chỉ mong góc cõi đề tầm căn xưa. Màn tam giáo lọc lửa đảo hoàng, trên tam thiên lục ba xuống trần bàn môn tá đạo dù canh. Hãy con của màu mê trần còn đâu, nhắn đến đây mẹ sầu linh tử mãi theo đời quên sự thấp ân. Dạ, buổi trưa chúng ta live stream một chút. Mọi người bây giờ mọi người nghỉ dùng cơm cho ngon miệng nha. Chúng ta hẹn gặp lại buổi tối nay nha mọi người nha. Bye bye.